Tại Waikiki, hôm nay là ngày lễ hội St. Patrick's Day, tức là ngày lễ hội của Thánh St. Patrick. Okay. Quý vị sẽ thấy rất nhiều người mặc áo màu xanh lá cây đi trong cái lễ hội này. Bà xã cũng đội cái nón màu xanh lá cây á. Tôi thì cũng mặc cái áo màu xanh lá cây đây. Okay. Cảnh sát họ đi tuần đầy đường á. Chắc có thể ở xã họ mấy cậu trẻ em nhỏ này nọ ăn uống luôn rồi nhậu nhẹt rồi quậy nên họ đi như vậy là cảnh báo chứ. Báo cho các cậu các cô là không đừng có quậy. Ok. Spring break là nghỉ mùa xuân chứ không phải nghỉ hè nha. Nghỉ mùa xuân đừng có quậy. Cảnh sát là điều chấp đèn. Kia chú vị thấy không? Cái cây da xà đó, cây này tôi nghe nói là cũng 300 năm rồi. Waikiki biết nha. Thiên đàng hạ giới nha. Rồi, bye bye. Thank you. This morning I couldn't get up. I got up.